Có 4 loại tài khoản TikTok, bạn đã biết chưa? Hãy xem hết video này để biết 4 loại tài khoản. 1. Đó là tài khoản zombie. Khi video của bạn đăng có dưới 100 lượt view hoặc dưới 300 lượt view và các video cứ như vậy, có video chỉ có 1 hoặc vài lượt view, đây là tài khoản zombie. Thứ hai là tài khoản của bạn đã bắt đầu có dấu hiệu được đề xuất, đó là đã có các video lớn hơn 1.000 view, có các video lớn hơn 10.000 view. Đây là các tài khoản mà bạn có thể tiếp tục thực hiện và tạo ra được kênh được đề xuất. Tài khoản thứ ba đó là tài khoản được đề xuất, đó là kênh của bạn đã có những video triệu view và mỗi video của bạn đăng ra đầu tiên sẽ có 1.000, có 10.000 và hầu hết tất cả các video trong kênh đều trên 10.000 view. Và tài khoản thứ tư đó là tài khoản tích xanh, khi bạn có trên 2 triệu lượt follow và tất cả các video của bạn đều có trên 10k follow và rất nhiều các video triệu view.